các bạn, đây là máy cuốn ống nhựa HDPE, cuốn ống tự động nha các bạn, cực đẹp. Từ khi 21 đến khi 90 luôn các bạn. Giờ kéo này. Đây là tủ điện. Thấy cái ống từ khi 21 đến khi 675 nha các bạn. 6375 được. Đang bật điện anh. Motor biến tầng là đủ luôn các bạn, đủ điện. Xào HDPE này. À, nhựa HDPE đó các bạn. Nhựa đen HDPE. Máy xào đó. Thôi. Máy đang nóng nha. Ừ, máy xào đi tầm đi. Ừ. Đang chạy tại xưởng nha các bạn. Đó. Máy này đang mở nhiệt cũng bị chạy á. Ống. Đang thử tại xưởng luôn nha các bạn. HDPE đang mở nhiệt rồi chạy tài xỉu luôn các bạn, nồng cảo 120 chạy phi 400 nha các bạn, công nghệ mới à. Đầu bom nè các bạn, giờ làm bằng inox hết các bạn ơi, sản xuất tài xỉu luôn nha, tài xỉu luôn, dàn kéo nè các bạn, kéo phi 400 máy cắt luôn nha các bạn, cắt công nghệ mới luôn,
chiều con máy chạy luôn qua. Sào này, sào các bạn, sào keo này, keo hát đẹp ơi. Thank you.
đẹp. Chính nè.